Anh Haru xin chào các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, ở nhà nghỉ dịch thì chúng mình thường giúp đỡ bố mẹ làm những công việc gì? Anh Haru có thể giúp mẹ nhặt rau này, có thể giúp mẹ lau bàn này, có thể giúp mẹ quét nhà nữa đấy. Anh Haru còn có thể giúp mẹ được rất nhiều việc nữa đấy. Hôm nay, anh Haru sẽ chia sẻ với các bạn về một công việc mà anh Haru rất hay làm ở nhà. Đó chính là gấp quần áo. Và để biết kỹ năng gấp quần áo như thế nào, chúng mình hãy cùng theo dõi anh Haru nhé. Vừa rồi thì anh Haru đã hướng dẫn các bạn kỹ năng gấp quần áo. Ở nhà chúng mình cũng có thể giúp đỡ ông bà bố mẹ gấp quần áo và cất thật ngay ngắn gọn gàng vào trong tủ nhé. Còn bây giờ anh Haru xin chào các bạn nhỏ.